Hey guys, Mickey here, welcome back to another. So today we decided to play some Phasmophobia with my friends. I'm current level like 46 or 47. Oh my god, my ears. The headphones are so shit and it's very pretty loud. But we only speak, oh fuck, shut up. We only speak Vietnamese because they don't like to speak English. So I will try to subtitle in the down here. Or maybe you can use the YouTube subtitle. It depends on me if I'm lazy or not. Some of them are newbie. But me and Frost are like professional, okay? Oh my god, so noisy. Oh my god. Giữ nút B thôi nhá, đừng giữ nút về to. Dạ, B chặt hơn. B là bộ đàm này. Ra nhá. Nhà anh ok chưa? Thôi cứ đừng im như trời trồng này. Okay, I will take camera. I will take the tiometer. Wait, this is tiometer? Cái 2 phút này để làm gì đấy? Chả biết. Chắc là 2 phút để sống. What? Anh em chỉ nói nút B thôi nhá. Cho em một cộng bật lửa cả. Tí quay lại lấy được mà, tí quay lại lấy được mà. Pime. Ông nghe thấy tôi không? Roger that. Chế độ intermediate. Oh my god. Anh ra muối chưa? Oh my god. Hello. Frost, he can't use the game inside. I don't know why. He can't use the hot bar. Mang muối chưa? Mang rồi. Nhân anh thử tắt Uniki đi. Có khi mang muối chưa? Alo. Do Uniki nên không dùng được hay sao? Tại Uniki rồi mà. Áo. Yo, nó tắt đèn rồi. Okay, we're gonna go to the basement. We need to go to the basement and open the light. Okay. Well, where is it? Hình như ở garage, hình như ở garage rồi. Oh my god. It is so scary. Like the update is so much harder than the old one because the old one is so fucking easy. That's why I'm level 47 because it was so easy. Now it's like so much harder. I don't know why. Có xương đâu. Giữ xương nhá. Ai cầm máy ảnh đấy? Chưa ai lấy không? Tí quay lại lấy không? Tìm phòng đã. Okay, so it's like 15 degrees, 14. Ê, bộ đàm tự nói này. Mickey cầm đấy. Ê, đây, nó đây. Chụp. Có ai mang đâu. Đã tìm được phòng nó mà đặt muối rồi ấy. Okay. Thì người đặt mấy cái ngã ba kiểu gì chẳng có. Okay, I will go back and get the camera. The one can take a picture. Oh my god, they don't even know how to play this game. It's so annoying. Fuck you. I will go take picture. Đây chụp này, chụp này đây. Cái link chụp kia. I took the picture of fingerprint. Cái link chụp đây, cái link. I took xương. I mean, đây rồi. Chụp. Chụp rồi. Chụp tay rồi gì? Chụp xương rồi á. Tay cơ mà tay. Check quyển sách ấy. Có tay này. Đây này, chụp tay này. Chụp rồi. Check quyển sách ấy. Này phải đâu mà mở đâu mà book mà journalbook cơ mà bây tìm phòng nào, phòng này đặt camera nào, phải tìm đúng phòng đấy, không là không xem được. Bố so vào mày im mày ép mày đấy, hai thôi, chơi chơi lên, dùng cái đo nhiệt độ để xem phòng nào dưới 10 độ ấy. Đây, trong này quán đề cái trước cửa này mấy độ 10 độ rồi. Ok. Ơi. Em F4. Vứt sao không? Phòng nhà vệ sinh rồi.
Candle đâu? Chắc nó hành lang không? Cái này lúc xanh. Are you here? Mình đi qua nó xanh, còn không ai có là đỏ. Có nhá, có Spirit Box. Chưa ai cầm bật lửa. Ghost fighting. Bật lửa đâu? Ờ không rồi mà, bật lửa đâu. Bật lửa đâu. Làm hết nhiệm vụ đã, đừng đi. Chụp ảnh lửa đâu? A few moments later. Oh my god, they don't know how to play. They don't even know that the mission, the objective, we don't even need the crucifix. They just use it. Oh my god. Joseph Taylor, are you here? What the fuck is Joseph race? Taylor, are you here? Oh my god. They know. So we have fingerprints, ghost fighting, spirit. Come, spirit. Okay, let me see the spirit. Cầm cái candle lên, xong rồi mới ấn S. Spirit. Rồi. Để vào đây đi, để cái chỗ muối này, Must stick on the spirit will stop attacking for a long period of time. Scary at all. Bây mình gọi nó ra để chụp ảnh nói. Con này 4 độ C này. Bây gọi nó ra, bây gọi nó ra. Tách nhau ra nhá, Nó đi được qua tường đấy. Ma bây giờ đi qua được tường hết đấy. Đây ma. Ui nó ra, nó ra. Đem sao. Từ. Anh em có ai biết là tôi chụp ảnh chưa? Đi qua. Ui. Chạy. Đâu, không phải. Còn dưới này. Ơ. Pime chết. No. Ông này trên chân ông này. Joseph Taylor, are you here? Joseph Taylor, are you here? Taylor. What? Cheater, shut up. Joseph Taylor. Pime cheater, shut up. How are you? Joseph Taylor. How old are you, man? Joseph Taylor. You open the fucking door! Đi vào đó, cửa! Oh my god. Thế rồi. How? The last update, the ghost can't open the fucking door. I don't know why. A few moments later.